người phụ nữ cắn đứt một phần tai của tình địch do ghen tuông ra đầu thú. Công an thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, Thanh Hóa cho biết, người phụ nữ cắn đứt một phần tai của tình địch do ghen tuông đã ra đầu thú. Thông tin từ công an thị trấn Nông Cống hôm nay cho biết, liên quan tới vụ việc tối ngày 22 tháng 10, xuất hiện clip ghi lại cảnh người phụ nữ trèo lên ô tô rồi đạp vỡ kính chắn phía trước. Sau khi đạp vỡ kính xe, người phụ nữ này tiếp tục mở cửa xe, túm tóc và đánh một cô gái đang ngồi bên trong ô tô. Sau khi xảy ra sự việc, công an thị trấn đã tiếp nhận thông tin để làm rõ. Sau qua quá trình vận động của cơ quan công an, tối ngày 23 tháng 10 người phụ nữ chị Hát, sinh năm 1992, đã đến đầu thú. Theo lời khai ban đầu của chị Hát, trước đó tình cảm vợ chồng chị có xích mích. Thời điểm xảy ra sự việc, chị Hát đang đi thị siêu thị mua đồ thì bắt gặp chồng chở theo một người phụ nữ bên trong ô tô. Do ghen tuông nên xảy ra sự việc trên. Được biết, người phụ nữ ngồi trong xe bị chị Hát cắn đứt tai đã được đưa xuống bệnh viện đa khoa hợp lực cấp cứu. Tuy nhiên, do một phần tai bị đứt nên người phụ nữ này đã chuyển ra Hà Nội điều trị.